cho cuộc đời ý nghĩa hơn. Những hy sinh làm sao nói rõ thành lời, cố gắng từng giây phút gian nan để cứu lấy bao sinh mạng. Buồn vui theo bước chân hơi thở những bệnh nhân, ngày mai sẽ đến hãy vững tin trong lành cuộc đời đẹp xinh. Có cây sức sống vươn nhai nắng về mây trắng trời xanh, sự sống như những đóa hoa gieo mầm tỏ hương thơm ngát, gửi những chiếc áo trắng áo xanh bao lời tạ ơn chân thành. Cảm ơn anh ngày đêm không ngại ngần bao khó khăn, cảm ơn em ngày đêm hiểm nguy nhọc nhằn, cảm ơn người đang ở tuyến đầu vẽ bức tranh nhiệm màu, làm sao kể hết từng năm tháng đã qua. Những tấm lòng cao cả cho cuộc đời ý nghĩa hơn, những hy sinh làm sao nói rõ thành lời, cố gắng từng giây phút gian nan để cứu lấy bao sinh mạng. Buồn vui theo bước chân hơi thở những bên nhân, ngày mới sẽ đến hãy vững tin trong lành cuộc đời đẹp xinh. Có cây sức sống vươn nhanh nắng về mây trắng trời xanh, sự sống như những đóa hoa gieo mầm tỏa hương thơm ngát, gửi những chiếc áo trắng áo xanh bao lời tạ ơn chân thành. Hành trình gian nan ấy vẫn chưa dừng lại, những người hùng thầm lặng nơi tuyến đầu vẫn tiếp tục cuộc chiến giành lại sự sống cho từng người. Điều mà họ mong muốn nhất lúc này đó là sự chung tay góp sức của cộng đồng, để sự hy sinh của những chiến sĩ áo trắng áo xanh không trở nên vô nghĩa.